Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức thành công Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 7, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự đại hội có Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Ngô Văn Cương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quý Phương cùng lãnh đạo các sở ban ngành và 130 đại biểu Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng. Các doanh nghiệp hội viên đang tạo việc làm cho trên 2.500 người lao động với hơn 1.200 sản phẩm dịch vụ, tổng doanh thu hàng năm đạt trên 1.000 tỷ đồng và đóng góp cho các hoạt động xã hội hơn 3 tỷ đồng. Hội đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, giao lưu, liên kết giữa các hội viên trong hội cũng như giữa các tỉnh thành với nhau nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó. Các hoạt động an sinh xã hội hướng về cộng đồng cũng được chủ trọng phát huy như tặng quà cho các hộ nghèo với tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng. Tổ chức chương trình tặng 19 chiếc xuồng cho các thôn bị ngập sâu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trị giá hơn 200 triệu đồng. Trao tặng hơn 2.300 suất quà, 33 máy phát điện, hỗ trợ xây mới 4 ngôi nhà bị ảnh hưởng do bão lũ để bà con ổn định cuộc sống. Với chủ đề đoàn kết kiến tạo bứt phá thành công, nhiệm kỳ tới, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đề ra 5 chương trình hành động. Nổi bật trong đó là tiếp tục phát huy đa dạng các phương thức kết nối, giao lưu các mô hình khởi nghiệp, tạo điều kiện để hội viên mở rộng quan hệ kinh doanh và góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh, quốc gia. Tiếp tục thực hiện triển khai các chương trình an sinh xã hội, góp sức trẻ của doanh nhân trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quý Phương biểu dương những kết quả Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn, nhiệm kỳ tới, Hội Doanh nhân trẻ tiếp tục tăng cường thực hiện các hoạt động thể hiện rõ vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và cả cơ quan quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nhân doanh nghiệp. Chủ động hơn trong công tác tham gia đề xuất, xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển doanh nhân, đồng thời tiếp tục tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần vào sự phát triển bền vững và toàn diện của địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quý Phương cũng đề nghị các cấp ủy đảng, các sở ban ngành tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động doanh nhân doanh nghiệp và xem việc xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0, trong nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số và hội nhập quốc tế là một nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay. Dịp này, đại hội đã bầu ra 32 thành viên vào Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Trần Đức Minh tái đắc cử Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.